thôi ha. Giờ tao không gặp được thôi, để chiều đi. Để chiều ạ? Mấy giờ? Chiều ăn không biết nữa. Sắp máy qua vai. Tôi đã kêu 5 5 giờ chiều, 5 p.m. Okay. We have to come back in 5 p.m. Okay. He's gonna be here, master, when you get. Bạn, chúng tôi đang có mặt tại đỉnh Nam Trơn, nơi Nam Hùng Đạo, và ngày hôm nay thì ông Khôi Flores đã đến tại đỉnh để muốn gặp gỡ bên phía Nam Hùng Đạo. Tuy nhiên thì cho đến giờ phút này thì bên phía ông Huỳnh Tiến Kiệt và Nam Hùng Đạo vẫn chưa mở cửa, và chúng ta có thể thấy là đoàn của Flores đang đứng trước cửa tại cửa đỉnh Nam Trơn. Ông Flores vừa nói là hiện tại thì bên phía Nam Hình Đạo đang không tiếp, và họ hẹn là vào khoảng 5 giờ chiều nay thì sẽ quay lại. Ông nói là ông đến đây chỉ để bắt tay và làm ông chứng kiến thôi ạ. That's my three condition. Ông gì này cứ liên hệ với cái chủ trẻ của em. Cứ nói ngoài gì. Vâng, they said that if you want to meet them, you need to talk with Dr. Huỳnh Quốc Hùng. This is a brother. I know, but can you tell that I come in a peaceful way, I just want to shake hands. That thing. Second, now you don't need to be scared. You have the protection of the president of Vietnamese martial arts, Mr. Maybe, Nam. Maybe not. Okay, I will just wait for you. Ông nói là đến đây chỉ muốn là để bắt tay và có một cái thái độ rất là thiện cảm của hòa bình. Thì liệu bên Nam Bình Đạo mình có too much people Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì hiện tại bên Nam Bình Đạo vừa thông tin là chờ một chút nữa thì bên phía Nam Bình Đạo sẽ ra tiếp ông Flores. Vậy các bạn hãy cùng đón chờ. They said to wait some moment. I'm not gonna wait too long here because it's getting crowded. Okay. Xe cái
just wait up. Just, I don't want to wait too much here. There's too much people. I said, let's pay. Let's not ask them. Bây giờ xuống luôn ạ. They said that the Huỳnh Quốc Hùng they said only one you, and that's all, no more. Only one you. Just one, just one. No, going all alone. No. This place? Wait, okay. My brother's coming. No, nhà báo. My brother's coming. Yeah. Only one. Just one. That's all, no more. Only one. You okay. Only one you. Only one you. With our brother, with our brother. Hiện tại thì bên Nam Huỳnh Đạo thì đang liên lạc với ông Huỳnh Quốc Hùng và họ vẫn thông báo rằng là hiện tại họ sẽ mở cửa cho ông Flores vào trong đình Nam Trơn. Tuy nhiên là chỉ có một mình ông Flores mà thôi, còn toàn bộ anh em và những người đồng đội của Flores thì sẽ phải đứng ngoài cửa của đình. Come in with me. Ngoài ra thì sẽ có thêm là em của ông Flores nữa. So much trouble just for you to us. You want me to come inside alone? Alone? Yeah. Alone. Yeah. Okay. But I will go with you. You will come with you and stay. Okay. It's okay. Em phải để ý bóc quân mình. Rồi quay sang đây để quân. Theo quan sát của chúng tôi thì hiện tại thì bên phía trong đình Nam Trơn thì đang có rất nhiều là võ sinh thuộc môn phái Nam Huỳnh Đạo đang có mặt và chuẩn bị. Và thì chắc chỉ trong vài 5 phút nữa thôi thì chúng ta sẽ được vào đình Nam Trơn cùng với ông Flores để xem cái cuộc nói chuyện giữa ông Flores và bên phía Nam Huỳnh Đạo như thế nào ạ.
they allow me all the Indians inside. Why? Ông ấy hỏi là tại sao lại chỉ có một mình ông ấy vào thôi mà em của ông ấy rồi những người phiên dịch của ông ấy không được vào. Hiện giờ đang đông quá rồi em chỉ tiếp mọi người. À sẽ tiếp dần dần đúng không ạ? Không chỉ một người vô đang ngồi chờ thì những chàng sẽ ra. À thầy chủ giáo chỉ có một mình ông Flores thôi ạ, còn không ngoài ra không còn ai tính cơ, liệu ai phiên dịch được ạ? They said that the government said that it's impossible to meet them now, and that maybe you will come there. Later? When? Không, tại vì chính quyền người ta kêu để chính quyền giải quyết. Dạ. Ừ. Bên mình thì tại bữa có đi tất cả các thành viên. You will come here to fight or to talk or to give the hand and peace? I want to just talk to him. That's it. I already give the condition. The three condition he asked me. Come in a peaceful way. That's first. Second, yes. I just want to have a shake hand to him. And third, he said the government doesn't him allow to fight with me. But his brother, they can't, right? Yeah. So in that case, my brother will do. Okay. With the students, that's what he proposed. So I accept. Okay. Vâng thưa quý vị và các bạn, thì từ phía đình Nam Trơn lên phía Nam Huỳnh Đạo vừa thông báo rằng là họ sẽ không tiếp ông Flores vào trong ngày hôm nay bởi vì có nhiều nguyên nhân khác nhau. Còn khi tôi hỏi ông Flores là mục đích của ông đến đây làm gì thì ông nói là có ba mục đích chính. Có ba mục đích chính. Thứ nhất là đến đây để bắt tay, cái thứ hai là để nói chuyện, và cái thứ ba nếu mà có muốn giao đấu thì là sẽ sự giao đấu giữa các môn đệ của ông Flores với bên các môn đệ của Nam Bình Đạo. Tuy nhiên thì hiện tại Flores đã rút về ạ. Vâng thưa quý bạn, thì như các bạn đã biết thì là ông Flores sáng nay đã tới đình Nam Trơn để gặp Nam Huỳnh Đạo. Tuy nhiên thì bên phía Nam Huỳnh Đạo không tiếp, và hiện tại thì ông Flores đã đi về. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tiếp về diễn biến của vụ việc này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi livestream.